Châu Âu cay đắng hứng chịu nỗi đau khủng hoảng trước đòn đáp trả chí mạng từ Nga. Ben Cahill, thành viên cao cấp tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS cho biết, mọi người đang chứng kiến cảnh hóa đơn tiền điện cao đến kinh ngạc, các doanh nghiệp nhỏ đang phải vật lộn để thanh toán các hóa đơn. Mùa đông vẫn chưa đến, vì vậy tình hình có thể trở nên tồi tệ hơn, vị chuyên gia này nhấn mạnh. Trên khắp châu Âu, các công ty buộc phải cắt giảm sản lượng, thậm chí là phá sản. Tại Đức, Cường quốc công nghiệp của châu Âu, các ngành sử dụng nhiều năng lượng nhất đang bị ảnh hưởng nặng nề, nhiều nhà máy sản xuất ô tô tại khu vực đã bắt đầu tích trữ kính chắn gió để tránh tình trạng thiếu kính trong những tháng tới. Tập đoàn công nghiệp Eromothouse cho biết hơn một nửa số nhà máy luyện nhôm của châu Âu đã bị ảnh hưởng bởi các cuộc khủng hoảng năng lượng. EU đã tạm thời mất 650.000 tấn công suất nhôm sơ cấp, tương đương với khoảng 30% tổng sản lượng. Một số nhà máy thép và nhà máy hóa chất lớn nhất châu Âu đang phải hoạt động ngoại tuyến và không rõ khi nào có thể hoạt động trở lại. Alex Munton, chuyên gia về thị trường khí đốt toàn cầu tại công ty tư vấn Rapiden Energy Group, đã mô tả tình trạng hiện nay như một cuộc chiến năng lượng. Ở trong nhiều thập kỷ, Nga đã cung cấp một lượng lớn khí đốt tự nhiên với giá cả phải chăng cho EU, nhưng hiện tại nguồn cung này lại là vũ khí của Moscow. Chuyên gia Moulton nói rằng, thiệt hại kinh tế ngày càng tăng sẽ khiến cho các doanh nghiệp châu Âu điêu đứng về mặt tài chính. Tại một thời điểm nào đó, mọi thứ sẽ đến giới hạn. Các cuộc biểu tình phản đối chi phí năng lượng tăng vọt nổ ra tại Anh, Moldova, Đức, Áo và Italia. Tại Praha, Cộng hòa Séc có khoảng 70.000 người đã đổ ra đường vào khoảng đầu tháng 9 để yêu cầu chính phủ phải hành động hại nhiệt giá năng lượng đang ngày một leo thang. Jan Kova, phó giám đốc nghiên cứu tại Viện quan hệ quốc tế Praha cho hay, rất nhiều người đang hình thành nỗi sợ hãi về những gì sẽ xảy ra trong mùa đông tới. Tại Séc, ở bên cạnh giá năng lượng lạm phát tăng cao cũng là nỗi lo thường trực của người dân. Hóa đơn tiền điện tăng cao, chi phí sinh hoạt tăng phi mã và một mùa đông phải lựa chọn giữa ăn uống và sưởi ấm đang là thực tế mà người dân châu Âu phải đối mặt. Hiện tại rất nhiều quốc gia châu Âu đã đạt được các mục tiêu đặt ra tại các cơ sở lưu trữ khí đốt. Tuy nhiên điều này vẫn chưa thể trả lời cho câu hỏi lượng khí đốt dự trữ có đủ để cho khu vực này duy trì qua mùa đông hay không. Để vượt qua mùa đông giá lạnh châu Âu sẽ phải phụ thuộc vào nhu cầu năng lượng của người dân, khả năng tìm kiếm nguồn cung thay thế của các quốc gia và thời tiết. Bên cạnh đó thì việc tiết kiệm năng lượng cũng đã trở thành động lực chính của EU đối với những cuộc khủng hoảng năng lượng. Các quan chức của EU cho rằng việc cắt giảm mức sử dụng điện của người tiêu dùng là một công cụ không thể thiếu để giải quyết sự mất cân bằng lớn giữa cung và cầu đang khiến giá cả tăng vọt. Ngoài việc cắt giảm khí đốt đã được thống nhất vào tháng 7, Ủy ban châu Âu EC đã đề xuất một kế hoạch giảm tiêu thụ điện đối với các hộ gia đình, công ty, nhà máy và các tòa nhà công cộng. EU đã đưa ra mục tiêu bắt buộc là phải cắt giảm ít nhất là 5% trong giờ cao điểm. Trong khi đó thì EU sẽ thu lợi nhuận từ các công ty khai thác và tinh chế nhiên liệu hóa thạch bao gồm khí đốt, dầu và than. Điều này sẽ giúp cho chính phủ thu lại được khoảng 25 tỷ euro, tiền mặt sẽ dành để hỗ trợ tài chính cho các hộ gia đình, công ty và đầu tư vào công nghệ xanh. Một quan chức cấp cao của EU nhấn mạnh, những thời điểm bất thường đòi hỏi phải có những hành động đặc biệt, ngoài ra thì để bảo vệ các hộ gia đình và doanh nghiệp khỏi nỗi đau lớn hơn, các chính phủ cũng đã trích hàng trăm tỷ đô la Mỹ cho trợ cấp. Đơn cử như là tại Vương quốc Anh, quốc gia này đã công bố gói cứu trợ trị giá 46 tỷ đô la Mỹ, trong khi Thụy Điển quyết định chi 20 tỷ đô la Mỹ để đảm bảo thanh khoản cho các công ty năng lượng đang gặp khó khăn. Tại Đức, khi mà các công ty năng lượng bị đẩy đến mức gần phá sản, quốc gia này đã chuyển sang quốc hữu hóa ba gã khổng lồ khí đốt lớn. Đây là một sự can thiệp chưa từng có tiền lệ để giải cứu doanh nghiệp. Tuy nhiên, những khoản tiền khổng lồ này cũng phản ánh một tình trạng nghiêm trọng chưa từng có của cuộc khủng hoảng năng lượng, nỗi đau của doanh nghiệp đang ảnh hưởng đến các nền kinh tế trong khu vực. Các nhà kinh tế dự đoán rằng một cuộc suy thoái sâu tại EU dường như là không thể tránh khỏi, cuộc khủng hoảng năng lượng của châu Âu đang ảnh hưởng rõ rệt đến ngành công nghiệp Sản xuất công nghiệp của khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone đã rơi vào cảnh đen tối trong tháng 7 khi sụt giảm 2,3%. Oxford Economics cho rằng sản lượng công nghiệp dự kiến sẽ tiếp tục giảm do giá khí đốt và điện bán buôn vẫn cao hơn trong thời gian dài. Kinh tế của Eurozone sẽ bước vào suy thoái từ quý 3 năm 2022 và kết thúc vào quý 1 năm 2023 sự leo thang ở trong cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Âu đồng nghĩa với việc tăng trưởng sản phẩm tổng quốc nội GDP của khu vực sẽ đi ngang trong năm tới. Trước hàng loạt đòn tấn công nhằm vào Moscow, NATO vẫn lớn tiếng khẳng định không gây chiến với Nga. Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình EARN của Estonia, khi được hỏi liệu các gói viện trợ khổng lồ mà Ukraine nhận được từ NATO có phải là liên minh này ít nhất một phần đang có chiến tranh với Nga hay không, Ông Bauer đã bác bỏ ý kiến này, NATO không muốn chiến tranh với Nga, tôi phải nói rõ điều này, ông Bauer nói, cho biết thêm rằng trường hợp này sẽ xảy ra nếu Nga tấn công một trong các thành viên của khối. Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO cho biết, liên minh đang cố gắng chứng minh rõ ràng nhất với Nga rằng, chúng tôi sẽ bảo vệ từng tấc lãnh thổ của đồng minh nếu Moscow tấn công một thành viên trong NATO. Khi đó thì sẽ xảy ra cuộc xung đột giữa Nga và NATO, nhưng cho đến khi kịch bản này xảy ra, NATO sẽ không chiến tranh với Nga, ông Bauer nhấn mạnh. Theo ông Bauer, khi mà Ukraine là bên quyết định ở trong cuộc xung đột sẽ kết thúc như thế nào, một trong những mục tiêu chính của NATO là bảo vệ chủ quyền của Ukraine. Quan chức của NATO cho rằng mục tiêu ngắn hạn là Ukraine nên giành lại phần lãnh thổ mà lực lượng Nga đã kiểm soát từ ngày 24 tháng 2. Kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, các nước NATO đã cung cấp cho Kiev viện trợ quân sự và tài chính lớn. Nga đã nhiều lần kêu gọi Mỹ và phương Tây ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine. Các quan chức hàng đầu của Nga nhấn mạnh rằng, sự hỗ trợ quân sự liên tục cho Ukraine sẽ chỉ kéo dài thêm cuộc giao tranh mà không thay đổi kết quả cuối cùng của cuộc chiến. Tướng Mỹ tiết lộ, tổ hợp vũ khí có thể đối phó hiệu quả Trung Quốc. Tư lệnh không quân Mỹ tại Thái Bình Dương Kenneth Wisbeck cho biết Washington đang thực hiện một kế hoạch mang tên Máy bay chiến đấu phối hợp CCA. Ý tưởng của sáng kiến này là sự kết hợp giữa các UAV hiện đại và các máy bay có người lái, trở thành một đội có nhiệm vụ hiệp đồng tác chiến. Theo ông Wisbeck, CCA được xem là tổ hợp vũ khí có thể mang lại hiệu quả ở trong nỗ lực đối phó với Trung Quốc. CCA là một kế hoạch bảo mật cao và không quân Mỹ vẫn đang tương đối kín tiếng về các chi tiết liên quan. Tôi có nói rằng CCA đang ở trong giai đoạn đầu khi chúng tôi đang xem xét công nghệ thực tế ban đầu, ông Wiesbeck cho hay. Mỹ đang cân nhắc vai trò của từng loại vũ khí ở trong sự kết hợp giữa UAV và máy bay có người lái để có cách vạch ra chiến thuật hiệu quả. Ví dụ như các câu hỏi được đặt ra là UAV có một vai trò chính như một cảm biến hay vũ khí chiến đấu, nó sẽ được tích hợp như thế nào, nó có hoàn toàn tự động hay là sẽ có hệ thống điều khiển từ xa đặt trên máy bay có người lái dù vẫn còn câu hỏi bỏ ngỏ nhưng tướng mỹ cho biết ông rất ủng hộ cca vì ông tin rằng nó sẽ làm khó được các đối thủ của washington như trung quốc cca sẽ khó để đối phó khi ra chiến trường và đối diện với hàng loạt mục tiêu khác nhau đối thủ sẽ gặp trở ngại ở trong việc xác định xem đâu là mục tiêu có ưu tiên cao nhất và mục tiêu nào có thể bỏ qua nó tạo ra môi trường tác chiến khó khăn khó khăn cho đối thủ và đó sẽ là lợi thế của chúng ta ông nhận xét Mặt khác thì tướng Mỹ cũng cho biết, Washington cũng đang chuẩn bị cho các kế hoạch nhằm bảo vệ mục tiêu ở trên mặt đất ở trong khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương trước các mối đe dọa từ kẻ thù. Ngoài ra, ông Wehrbeck tiết lộ rằng Mỹ đã thu nhập được một số thông tin về cách thức tác chiến của Trung Quốc sau khi Bắc Kinh tổ chức cuộc tập trận rầm rộ quanh Đài Loan hồi tháng trước. Đây là một động thái đáp trả của Trung Quốc sau khi chủ, sau khi chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tới thăm hòn đảo, Mỹ vi phạm nguyên tắc một Trung Quốc điều mà Washington đã bác bỏ. Chúng tôi đã nắm được một số thông tin, hầu hết chúng tôi đều hầu hết chúng đều là tin mật và tôi không muốn chia sẻ quá nhiều. Tuy nhiên, Trung Quốc đã lộ ra một số điểm yếu ở trong phương thức tác chiến và chúng tôi đã thu thập được. Vì vậy chúng tôi đang tận dụng chúng để vạch ra một kế hoạch trong tương lai, ông Weinstein nói. Ông Putin giàn mặt phương Tây cảnh báo đanh thép về các tuyên bố nhắc đến khả năng dùng vũ khí hạt nhân với Nga. Theo hãng Washington Post của Mỹ, tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh động viên một phần lực lượng ở trong bài phát biểu cả nước vào ngày 21 tháng 9. Theo giờ địa phương, ông Putin coi động thái huy động quân sự dự bị là một nỗ lực để bảo vệ chủ quyền của nước Nga trước một phương Tây luôn tìm cách sử dụng Ukraine như là một công cụ để chia rẽ và hủy diệt nước Nga. Trong bài viết, tổng thống Nga còn gửi cảnh báo sắc lạnh tới một số quốc gia hàng đầu của NATO có các tuyên bố khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân nhắm vào Nga. Với những người tự cho phép họ có quyền tuyên bố như vậy nhằm vào Nga, tôi nhắc nhở họ rằng nước Nga cũng có rất nhiều loại phương tiện vũ khí hủy diệt khác biệt và hiện đại hơn so với các nước NATO. Khi người dân và sự vẹn toàn lãnh thổ của Nga bị đe dọa, Moscow chắc chắn sẽ sử dụng tất cả những phương tiện đó để bảo vệ người dân và lãnh thổ Nga. Theo hãng AP của Mỹ dẫn lời ông Putin. Về việc huy động một phần ở trong tổng số 2 triệu quân dự bị của Moscow, ông Putin nói là để bảo vệ Nga và các vùng lãnh thổ của nước này, đồng thời ông chủ của điện kremlin cũng tuyên bố với phương tây tuyên bố phương tây không muốn hòa bình ở ukraine quyết định điều động một phần tư quân dự bị là hoàn toàn phù hợp khi xét đến những mối đe dọa mà chúng ta phải đối mặt động thái này là để bảo vệ quê hương chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và đảm bảo an ninh cho người dân ở nga cũng như người dân đến vùng lãnh thổ được giải phóng ông chủ điện kremlin tuyên bố Ông Putin nói quân đội Nga chỉ huy lực lượng dự bị, cung cấp cho lực lượng này các chương trình đào tạo bổ sung và lực lượng dự bị được hiểu đầy đủ lợi ích, tương tự như quân ngân giải ngũ. Mục tiêu là giải phóng vùng Donbass miền đông Ukraine, ông Putin nói. Tổng thống Nga cũng ra lệnh cho các chính phủ cấp quy chế pháp lý với các tình nguyện viên tham gia chiến đấu, cùng với lực lượng dân quân Ukraine thân Nga tại miền đông Ukraine. Theo Stress Times, Bộ trưởng Quốc phòng của Nga Sergei Shoigu đã tiết lộ việc việc huy động một phần đồng nghĩa với khoảng 300.000 quân dự bị đang được điều động. Chia sẻ theo hãng tin Sky News của Anh, Gillian Keegan, một thành viên quốc hội của Anh cho biết bài phát biểu của ông Putin cho thấy sự căng thẳng tiếp tục gia tăng và những cảnh báo của nhà lãnh đạo Nga cần được xem xét nghiêm túc. Rõ ràng, điều mà chúng ta cần phải xem xét thận trọng, rõ ràng, đó là điều mà chúng ta cần phải xem xét thận trọng vì đây là một sự leo thang, bà Gillian nói. Mỹ vạch kế hoạch chuyển tài sản đóng băng của Nga cho Ukraine. Trong một bài phát biểu mới đây tại Thượng viện, ông Andrew Adam, lãnh đạo lực lượng thực thi lệnh tịch thu tài sản của Nga cũng đã kêu gọi viện trưởng Mỹ thay đổi luật quản lý tài sản thu giữ. Động thái này nhằm giúp cho Mỹ có các cơ hội chuyển các tài sản đóng băng của Nga và các tài phiệt cho Ukraine. Lực lượng do ông Adams nhà lãnh đạo được bộ máy tư pháp Mỹ lập ra chuyên để thu giữ tài sản của Nga nhằm đáp trả Moscow mở chiến dịch quân sự ở Ukraine từ hôm 24 tháng 2 tới nay quan sát trên nhận xét phạm vi tác động và liên kết quốc tế của các lệnh trừng phạt chống lại Nga chưa có tiền lệ. Một trong những đề xuất ông nêu ra trong bài phát biểu chính là các nhà làm các nhà làm luật của Mỹ cần phải sửa đổi luật để Washington có thể chuyển tài sản của Nga cho Ukraine nhằm khắc phục hậu quả chiến tranh. Theo như ông Adam, cả Bộ Tư pháp, Tài chính và Ngoại giao Mỹ đều muốn chuyển tiền tịch thu từ Nga và giới tài phiệt Nga cho Kiev, nhưng điều này sẽ đòi hỏi sự thay đổi trong hàng loạt các quy định. Hồi tháng 6, Bộ Tài chính Mỹ đã thông báo đã phong tỏa 30 tỷ đô la Mỹ tiền thuộc về các cá nhân của Nga ở trong danh sách trừng phạt, trong khi 300 tỷ đô la Mỹ tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga cũng bị đóng băng. Ủy ban châu Âu EC hồi tháng 5 đã đề xuất một kế hoạch nhằm sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để giúp tái thiết Ukraine và hậu chiến sự. Tuy nhiên thì Bộ Tài chính của Mỹ khi đó cũng cho rằng động thái trên sẽ không hợp pháp và và có thể tác động tiêu cực đến toàn thế giới. Hồi tháng 8, ông Aslersen Dachiev, người đứng đầu của vụ Bắc Mỹ tại Bộ Ngoại giao Nga đã cảnh báo Washington về những hậu quả bất lợi nếu Mỹ chuyển tài sản của Nga cho Ukraine. Chúng tôi cảnh báo người Mỹ rằng những hành động như vậy sẽ làm tổn hại vĩnh viễn quan hệ song phương. Điều này không có lợi cho họ cũng như không có lợi ích của chúng tôi. Ông Dachiev nói, vào đầu tháng 8, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Ukraine Denis Maliuska cho biết nước này đã yêu cầu Nga phải bồi thường ít nhất là 3.000 tỷ đô la Mỹ theo như một quan chức Ukraine, mục tiêu của nước này Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua một nghị quyết để, để làm nền tảng tạo nên cơ chế bồi thường quốc tế. Theo như báo cáo vào ngày 9 tháng 9, Ngân hàng Thế giới WB, chiến dịch quân sự của Nga đã gây thiệt hại trực tiếp trị giá 97 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Tuy nhiên, theo WB ước tính, với số liệu đến ngày 1 tháng 6, Ukraine đã cần gần 350 tỷ đô la Mỹ để tái thiết lại đất nước con số gấp 1,6 lần số GDP Đông Nam Á ở trong năm 2021. Mỹ thuyết phục Ấn Độ từ bỏ vũ khí năng lượng Nga. Ngày 22 tháng 9, một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ nói với các phóng viên, Ấn Độ phụ thuộc rất nhiều vào Nga trong khoảng 40 năm qua, trước hết là về quân sự, sau đó là về năng lượng. Chúng tôi đã trao đổi sâu với Ấn Độ về việc chúng tôi muốn giúp họ có các lựa chọn để đa dạng nguồn cung quan chức này cho rằng nga nga không còn là nhà cung cấp vũ khí đáng tin cậy và mỹ muốn giới chức ấn độ hiểu rằng việc đáng...